Ok, hành trình đi bộ tập thể dục của mình thì cũng đã khá dài các bạn. Đây, Nghệ An hội nhập và phát triển này. Đấy, các bạn thấy cảnh đẹp không? Mình đi bộ từ 6 rưỡi cho đến bây giờ là 8 rưỡi rồi. Đấy, mình nhảy khá đẹp này. Đấy, tiếp tục. Ta sẽ đây, cái câu biển quảng cáo đây, cái biển quảng cáo này hồi xưa mình cũng từng làm, cũng làm về cái biển quảng cáo này. Đây, cũng làm về biển quảng cáo này, tính toán kết cấu của cái biển quảng cáo rồi. Thì nếu mà trên kênh các bạn nào vô tình đón xem, các bạn có nhu cầu để tính toán kết cấu của biển quảng cáo thì hãy là PM cho mình nhé. Đấy, gửi bản vẽ và mình sẽ tính toán kết cấu cho các bạn xem là đảm bảo ok không. Đây là một cái kết cấu bản quyền của biển quảng cáo. Đấy, đụng thép có khung xương, các hệ dọc hệ ngang, bóng đèn, biển quảng cáo. Biển quảng cáo, kết cấu biển quảng cáo chúng ta khá nhiều đấy. Thì bạn nào có nhu cầu tính toán biển quảng cáo thì cũng có thể là PM cho Facebook của cái kênh mình nhé. Facebook của mình là Phong Vũ. Ở các video trước thì mình cũng để link Facebook nhiều rồi. Tiếp tục hành trình đi bộ khám phá thế giới xung quanh của mình. Chỗ này đã khá tối, không có người nên mình có thể cởi khẩu trang ra hít thở không khí trong lành, thưởng thức không khí trong lành mà không bị sợ Covid rồi. Vừa Covid, Covid khiến cho việc cảm nhận thế giới của chúng ta cũng ít đi các bạn nhỉ. Bởi vì là chúng ta cũng Covid thì chúng ta cũng hạn chế ra ngoài nhiều hơn, chúng ta cũng bị cách ly trong nhà nhiều hơn, dẫn đến là cái việc chúng ta tiếp xúc với thiên nhiên ít đi và chúng ta cũng khám phá cái thế giới ít đi, đi du lịch ít đi và cuộc sống của chúng ta vì thế là nhàm chán biết bao nhiêu các bạn nhỉ. Cuộc sống nó Covid nên là cuộc sống nó để chúng ta nó hơi phần khôn có và nhàm chán, và sức sống của chúng ta nó không được mạnh liệt như bình thường nữa. Bình thường chúng ta đi ra ngoài, chúng ta không cần khẩu trang thiết gì, chúng ta cười, chúng ta có thể thoải mái hít thở không khí trong lành, thoải mái ngắm nhìn khám phá đó đây. Còn các bạn thì các bạn đam mê ăn thì các bạn có thể đi ăn đi uống, còn các bạn đi du lịch các bạn có thể đi tham quan đó đây rồi kết hợp với các món ăn ngon. Đấy, các bạn thích đi tập thể dục hay đá bóng, vận động ngoài trời thì các bạn cũng không chẳng cần phải đeo khẩu trang à. Ví dụ mình đi qua đây này, qua đây ngửi nhiều mùi hương, mình không có ai thì có thể là không cần đeo khẩu trang và ngửi rất nhiều mùi hương của hoa này, không khí trong lành này, rồi đi ra ngoài các bạn sẽ ngửi được những món ăn thơm ngon này. Đấy, nhiều khi mình bạn đi ra ngoài thích, mình thích cảm giác mà người hương hoa thơm này, hoặc là những người có nước hoa thơm thoang thoảng này, hoặc là những món ăn ngon thơm này. Đấy, rồi những điều thú vị trong cuộc sống, nhiều người đông đúc vui vẻ, gọi là cái còn con cún nhà mình nó thích đông đúc vui vẻ các bạn, tức là con cún nhà mình nó thấy ở đâu đông người là nó cứ muốn đến. Đến đâu đông vui, con cún nó cũng ham vui. Chúng con chó nó cũng ham vui. Thì cũng gì là con người nhỉ. Đây là Horizon Coffee. Horizon Coffee. Đây. Cỏ nhìn cong cong.
cao cong, cao cao, uốn lượn, đây, uốn lượn vòng tròn, cong, uốn lượn. Về thú vui khi mà đi ra ngoài tự do thoải mái thì có nhiều thứ lắm. Bạn thích tập gym thì có thể đi tập gym. Bạn thích chạy bộ thì chạy bộ. Bạn đi công viên thì có thể đi công viên. Chung là chúng ta cảm nhận thế giới gần gũi thiên nhiên. Thì chúng ta càng gần gũi thiên nhiên bao nhiêu thì tâm tình chúng ta càng tốt, tâm trạng chúng ta càng tốt. Gần gũi thiên nhiên thì cuộc sống của chúng ta càng ngày càng bê tông có thép hóa. Đâu cũng là bê tông, đâu cũng có thép, đâu cũng là bê tông nhựa, đường là nhựa. Dẫn đến cái việc là cuộc sống của chúng ta bị thành phố hóa đi, bê tông hóa đi. Dẫn đến là không khí của chúng ta cũng nóng, mùa hè thì nóng, ngột ngạt. Nóng, đường bê tông các kiểu nhiều, nóng lắm. Gần gũi với thiên nhiên, gần gũi với thiên nhiên rất tốt các bạn. Ngũ thiên nhiên khiến sức khỏe tốt, ta vui tươi hơn, tinh thần chúng ta lạc quan hơn và chúng ta cảm thấy là yên bình hơn. Cho nên là vì thế mà có những cái đại gia các bạn họ thích mua mấy căn biệt thự ở mấy khu đồi ven đồi hay gì ấy. Họ mua bởi họ làm việc những ngày bình thường là họ sống ở thành phố đông tấp nập ngột ngạt, họ lại mua những căn nhà biệt thự ở nơi mà có gần gũi với thiên nhiên, đồi núi cảnh vật đẹp, sân golf đấy, cảnh vật đẹp yên tĩnh, chim hót đứa lo, sông nước. Hay là có những người là mua những căn nhà mà có thể nhìn ngoài ra thấy biển đấy. Đấy, nhìn ra biển để tận hưởng không khí mát lạnh của biển và đi tắm biển, cứ mỗi sớm rồi tắm nắng, tận hưởng những khung cảnh lãng mạn và thần tiên của cuộc sống. Đấy, người giàu người ta có tiền, người ta có quyền. Đấy, nhưng mà người ta lại chọn những nơi gần gũi thiên nhiên hơn, chim hót líu lo. Còn người nghèo thì sao? Người nghèo thì chúng ta ở thành nông thôn rồi, ở nông thôn quen rồi, thì chúng ta lại thích thành phố hơn, đông vui tấp nập hơn, nhiều thú vui hơn. Ở quê thì nó không có nhiều điều, quê thì nó không có nhiều điều thú vị các bạn. Thời xưa thì ở quê thì thời xưa trẻ con thời xưa thì có nhiều điều thú hay thú vị, chơi nhiều trò nó hay lắm. Bây giờ mình thấy trẻ con bây giờ không có ai hay là bé trực con tim. Nhưng bây giờ trẻ con nó phải đi qua trượt Palatine đấy. Trẻ con ở quê làm gì trượt này. Cái này phải luyện. Luyện kinh khủng lắm mới trượt được thế các bạn. Chứ trượt này nguy hiểm lắm. Đến mức thành thạo mới trượt. Chứ bình thường trượt ấy là dễ tai nạn lắm. Đường xe phố đông, ô tô xe máy. Người ta ứng khử cho khách du lịch này, hoàn nhã, không vứt rác bừa bãi các kiểu. Đấy, nói với trẻ con ở quê bây giờ có mấy đứa trẻ trêu mình, trêu những trò chả đâu vào đâu cả, nó đẩy mình xuống ao xuống hồ, nó cứ rủ nhau nó đẩy thế, cứ mỗi mục đích thế, nó đẩy mình xuống ao thôi, nghịch nên
hồi xưa chưa mình nhớ hồi xưa thì chơi nhiều thứ, đi tắm sông này. Mình hồi xưa mình rất hay đi tắm sông nhá. Hồi xưa đi tắm sông bẩn nhưng mà vẫn đi tắm sông, cứ trưa không ngủ đi tắm sông suốt. Thế nên là bây giờ mình có thói quen là buổi trưa mình cũng không ngủ đâu. Không phải mình bây giờ buổi trưa mình không ngủ để mình có một, mình có một cái điều rất lạ là buổi trưa mình buổi ngày mình không cần ngủ, nhưng mà buổi tối mình phải ngủ. Một ngày mình cũng không cần ngủ, nhưng mà mình mà mất ngủ buổi tối là một ngày mình không ngủ được. Từ khi mình rất mệt, từ khi mình mệt quá, mỏi mệt quá thì mình ngủ được. Chứ mình mà buổi tối mất ngủ là vật vờ cả ngày à? Kiểu gì cũng vật vờ cả ngày. Chỉ vì thế cho nên là mình không ngủ trưa để mình không ngủ trưa để buổi tối mình ngủ ngon hơn, mình ngủ sâu hơn. Cũng có thể là vì lý do hồi nhỏ mình hay đi tắm sông mò cua bắt ốc. Mình hay hồi xưa hồi nhỏ mình hay đi bắt ốc, mấy đứa em đi bắt ốc với ông nội, mò cua bắt ốc cả trưa rồi đi tắm. Tắm có mấy lần, tắm suýt chết đuối các bạn. Có một lần, mình nhớ có một lần mình suýt chết đuối rồi. Có một lần thì nhớ có một lần đi tắm dưới sông, bị mấy thơ đứa cùng làng ấy, anh to ấy, rồi mình ra một cái lỗ đấy mà lỗ sâu ấy. Không biết do mình bom mìn hay mình có lỗ sâu lắm. Lỗ sâu mấy ông cứ dồn ra mình ra đấy, mình chưa biết bơi mấy cứ dồn mình ra đấy là mình bị lún vào cái hố sâu đấy, là mình uống nước ọc. Cứ uống nước đấy cũng khá biết bơi rồi, nó bắt đầu lặn để bơi ra, lặn để thoát ra khỏi, nhưng mà mấy ông đấy lại vây quanh không cho ra. Thế là cứ uống nước thôi, ngoi lên lặn xuống không ra được, uống nước ọc. Đây tượng đài Hồ Chí Minh, toàn cây thì cũng đẹp. Thôi mình cũng đi vòng lên một đoạn. Đôi tay gái mà thôi. Đôi tay gái. Đi một vòng xem, khám phá cận cảnh xem. Thì hồi nhỏ mình có một lần suýt chết đuối, đó là mình tắm một cái chỗ mà lúc đấy mình lại mạnh dạn quá, mình bơi ra cái giữa dòng. Cõi cống các bạn, cõi cống đưa ra giữa dòng đấy là cống nước nó đẩy ra giữa, mà ở giữa là chỗ sâu nhất, bởi vì bom mìn hồi xưa có bom mìn mà, việc có bom mìn ấy nó làm có một hố sâu sụp ở giữa, thì mình bơi theo dòng nước nó đẩy ra đấy. Không biết là lúc đấy mình cũng vẫn đang tập tễ với biết bơi, bật tập bơi, mình bơi ra đấy tự nhiên là mình không bơi được nữa, không biết lý do gì mà mình không bơi nữa. Thế là mình bị nước dần dần nó chìm xuống. Thế là mình uống nước ọc. Tưởng lúc ấy tưởng chết rồi các bạn, lấy mình tưởng chết rồi. Thế là sau mình không biết là mình nghĩ là chết rồi, uống nước rồi chìm xuống rồi. Đấy là không ai có, mình có máy bay là, sau là có mấy, sau có mấy anh, sau có một anh, sau có một anh, một anh lặn xuống, mấy anh lặn xuống cứu mình, vớt mình lên. May mấy anh cũng không hiểu sao mà may lúc đấy mấy anh vớt được mình lên, biết sao biết mình tìm đấy mà vớt lên. Nó đưa mình vào bờ, mình hốt hoảng lắm. Lúc mình vào bờ mình mấy anh thả ra mình ra mà mình sợ mà mình cứ muốn là các anh bám víu các anh để không dám buông ra, mà anh thả ra hoang mang, chân tay độc vậy gọi đấy, hốt hoảng đấy tưởng chết. Đấy là một lần mình đi tắm sông và mình suýt chết ở làng mình ấy. Phát chết nhờ mấy anh cứu lại phúc bệnh viện, hai anh cứu mình.
anh điện là xuống cứu mình. Đấy là kỷ niệm thoát chết của mình. Ngoài ra thời nhỏ mình hay đi vào cái bãi bốc sông ở quê mình có sông ấy, có sông thì sông bắt ốc mà ốc hút hến là về nấu cháo, về hay bà nội nấu cháo, bắt về bà nội nấu cháo hoặc mẹ nấu cháo, hoặc là xào lên ăn ngon lắm, nấu cháo ăn ngon, xào lên ăn ngon. Rồi ốc ngoài ra có ốc hến, ốc gừng, ở quê mình gọi là ốc gừng là cái ống to 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 nó xiết đấy, ốc gừng, ốc đấy không to, rồi ốc đấy đấy, ốc đấy các bạn đấy là phải nặn nặn trong nó nhiều phân lắm, phân hết đất của nó có to, ốc còn to lắm, phải bỏ rồi nó nặn đấy. Đây đây khung cảnh quanh tượng đài. Bán mang về không được bán, không được ăn ven đường. Đây. Đấy, cái kỷ niệm thả sông bắt ốc của mình. Rồi còn gì nữa nhỉ? Thời nhỏ hay đánh nếu mà trò chơi thời nhỏ thì mình hồi xưa nhỏ mình cũng đi, gọi là đi chỗ mình thì hay bắt chuột đồng các bạn ạ, đi đập chuột đồng trời mưa bắt đầu rủ cháu đi đập chuột đồng ướt chật chật. Mình ăn chuột, hồi xưa mình cũng đi bắt chuột và thò tay vào. Hồi xưa mình nhớ mấy thằng mình đi bắt chuột với đứa bạn nhỏ thời trẻ con này, mình bắt chuột xong mình thò tay vào bắt chuột bị nó cắn. Ôi trời, lúc đầu là bọn mình đổ nước cơ, đổ nước cơ, sau là mình lại mấy thằng không biết là mình tự thò hay là sao mà ý tưởng mà thò tay vào lỗ là chuột, bắt để bắt kéo chuột ra bạn, nếu là nó cắn cho mấy chỗ răng luôn. Sau hồi xưa hay bắt chuột, mình cũng chả ăn chuột, có nhiều thằng nó thích ăn chuột nhưng mình giờ hiện tại bây giờ mình cũng ít ăn chuột lắm. Mình thích chuột thế, mình dân là mình thích ăn chuột nhưng mà mình lại không ăn chuột mấy. Mình thấy chuột ghê, mình ăn toàn là gọi là có chuột nhưng mà mình ăn rau nhiều hơn, cho một tí thịt chuột vào, còn ăn với rau kèm thôi, rau cuộn kèm thôi. Tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, các quy định hướng dẫn của Bộ Y tế, các chỉ đạo của Ban Chỉ đạo và trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch. Đấy là kỷ niệm bắt chuột xong mấy thằng về, một con chuột con non non các bạn. Một con chuột non non là về bắt đầu là nấu với mật lên. Nấu với mật thế là mấy thằng ăn ngon, mình thì ăn một con hay sao ạ? Mình không dám ăn đâu. Nhưng mà sao bọn nó bảo là ngon lắm, thế là mình cũng bụp một con. Mình cũng bụp một con. Mình bù một con, nhưng mà một con thôi mình ăn chả biết. Hồi xưa có ăn thịt rắn đấy các bạn, rắn hổ mang ấy, hổ mang hay gì ấy. Đây có mấy người đang ngồi các bạn, ngồi đứng các ông bảo vệ. Đấy, các cặp đôi ngồi đây, mình quay nhau lại đánh mình chết các bạn, mình dám quay cặp đôi đâu, đánh mình chạy mệt lắm, mình đi bộ cũng nhiều lắm mà. Đây giữa các có cái đường rãnh đi này, đường bê tông và cái rãnh thoát nước nhỏ này, đấy. Cái rãnh đây là các đường đi, đây là cỏ thật à, mình xem cái quả thật các bạn, trồng quả thật,
Quảng trường, Quảng trường thành phố Vinh. Mình nhớ hồi xưa nhỏ nhỏ thời mình đi thi đại học hay đâu mình vô vào đây rồi mà. Mình không nhớ, giờ mình không biết đây ở đâu nữa. Rồi thời đấy mình cứ biết Vinh thôi. Giờ mình vào. Nhớ là hồi xưa có Quảng thành phố Vinh. Mình đi thi đại học và mình thi ở trường công nghiệp. Đại học công nghiệp mà công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh mà ở Vinh hay sao ấy. Đấy, đại học công nghiệp. Thời đấy mình đi thi đại học, mình mẹ mình đưa vào mình. Đấy, mình đi là mình trẻ con, thời đấy con mình ngoan hiền. Sau cái vụ đấy mình ngoan hiền lắm. Cho nên là mình chẳng đi đâu chơi. Mình quanh quẩn ở trong làng trong xóm nên mình không đi ra ngoài nên mình chẳng biết. Nhà thời nhỏ mình cũng nghèo mà. Thời nhỏ mình toàn ngồi đi bắt cua bắt ốc. Mình hồi xưa nhỏ mình hay đi bắt cua lắm. Thế mình thật thú. Thời nhỏ mình nhớ. Mình nhớ là thời nhỏ mình rất thích việc túm ấy. Thật túm các bạn. Thật túm là bạn móc đi đào trùn hoặc móc trùn về. Nó con run con trùn về. Các bạn bầm nhỏ đấy các bạn mua túm về các bạn bỏ vào cái bầm xong trộn với đất. Xong tu run trộn với đất bầm nhỏ xong rồi. Bằng nó bỏ ít quả ớt hoặc là bỏ ít thính hay gì đấy cho nó lượn nó ngửi mùi nó thấy nó thèm ăn. Xong bạn chép vào miệng chúng. Thế các bạn mang chúng đi thả xuống ruộng nước ấy. Xong cứ thả ở chiều thế sáng mai các bạn đi lấy. Mình từ đấy mình bố mẹ mình thì không cho mình đi thả chúng. Thời đấy mình nhà mình nghèo. Thời đấy nhà mình nghèo nhất nhì xóm bạn. Nghèo lắm. Thế mình phải đi thật túm, mình thích đi thật túm đấy. Bây giờ thì lớn rồi mình đi thật túm, bây giờ không đi thật túm các bạn. Túm một là thật túm cũng không ăn thua. Hai là thật túm nó bẩn. Ba là nghe mùi run tùn nó ấy hôi lắm. Bẩn nó ấy lắm. Giờ nói chung là chúng ta thấy người thật túm nó không có tương lai. Hồi xưa là nhỏ, mình thích thế thôi. Thật, hồi xưa mình tích cực, bố mẹ mình không cho đi nhưng mà mình đi. Mình đi thật túm mình thấy thú vị lắm. Đấy, thú vị rồi thật túm cảm giác, mình thích cái cảm giác mà một phần là anh em đi đông vui. Rồi thật túm mình đấy là trong làng mình rất nhiều trẻ con, nhiều người anh hay bạn đi thật túm nhiều. Một phần là đông vui, thứ hai là cảm giác đi sáng mai đi lấy túm ấy, sướng cực kỳ. Các bạn đi sáng mai lấy túm mà các bạn sóc tạch là biết có lươn. Cứ tạch cảm giác tạch có lươn là cảm giác phê lắm các bạn. Đấy. Các bạn tập thể dục thể thao hay thích cái gì đấy là các bạn chơi. Là vì các bạn chơi một thời gian. Các bạn chơi một thời gian lắm. Thì cảm giác nó ngấm vào người, các bạn thích phê, thích cái cảm giác. Ví dụ đánh bóng chuyền hay là bóng, các bạn thích cái cảm giác là chạy. Và các bạn thích cảm giác sút bóng. Hay thích cảm giác mình bắt được bóng hay gôn. Bắt được bóng. Hay thích cảm giác mình lừa qua đối thủ. Chơi đùa với các bạn, chơi đùa với quả bóng. Cảm giác mình sút được vào, mọi người vỗ tay. Cảm giác đấy. Hay thích bóng chuyền bởi vì là cảm giác là đỡ được bóng. Các bạn nhanh nhẹn. Đỡ được quả bóng khó. Hay các bạn đập. Các bạn nhảy cao thì các bạn chắn giỏi. Các bạn những quả chắn rụng. Hay các bạn cảm giác nhảy lên đón được bóng đập các kiểu. Nói chung là riêng mình ở với thời mình đi thật tấm mình thích cảm giác sáng mai lên túm tạch lươn tạch sướng. Thế nên là mình thấy mình rất là đi thật sớm. Sáng mai là khoảng mấy giờ từ mưa sáng mình theo bố mẹ đi thật túm đi lấy túm rồi. Cái sáng mai không biết mấy giờ mà sớm lắm. Mình đã đập, mình đã đi với mấy anh thì mình dậy sớm nhất. Mình dậy sớm nhất xong mình đập các anh dậy. Mình trêu các mấy ông đang ngủ không cho ngủ nữa, mình dậy mà mình bởi vì cảm giác đi lấy túm nó hào hứng không ngủ được. Thế là mình cứ muốn chạy đi lấy túm thôi để nhanh tận hưởng cái cảm giác vào được lấy túm có lươn trong tạch cảm giác phê lòi. Thế là mấy ông thì ngủ kia, mấy ông thì cũng ngủ ngon, mình thì dậy sớm mình cứ nghịch mấy ông ấy. Mình cứ trêu mấy ông đấy.
còn nữa. Nhiều khi mình đi lấy trúng sớm rồi mình gọi bố mẹ, mẹ mình dậy để đi cầm, dậy sớm quá, tầm mờ quá các bạn. Thì lúc đấy mình không biết là mấy giờ, tầm 3 giờ sao, 3-4 giờ sáng mình đã gọi mẹ dậy rồi. Thực ra mình chạy sớm hơn rồi, bởi vì cảm giác mình muốn hồi hộp, muốn đi lấy trúng, thôi thúc mình dậy sớm, ít ngủ đi. Tất nhiên là mình thật đúng không? Mình đang đi học và thời đấy nhỏ đang đi học nên là mình thật đúng vào dịp hè các bạn. Dịp hè nghỉ học thì mình thật đúng thôi. Đấy, mình gọi mẹ dậy cầm đèn soi để cho mình đi lấy. Mình lấy trúng. Từ đấy lấy trúng đi thả trúng thì mình thả quả xong mỗi người một cái dấu hiệu. Thời mà trụm, thời gặt xong rồi trụm rạ. Trụm rạ là thành từng trụm ấy. Thì mình đặt cục đất lên chỗ cái trụm rạ. Đấy. Miệng thở của lươn sẽ giấu trong cái trụm rạ đấy. Còn là mình hay một cái cục đất ở trên. Đấy, mà thả đâu thì bạn phải giấu lại để sáng mai bạn còn lấy. Đến lúc mình ngủ mơ bây giờ hiện tại cứ lớn lên mình ngủ mơ, mình ngủ mơ đi lấy trúng mà. Lấy trúng mà quên trúng. Lớn các bạn. Cách đây không lâu đâu mới đây. Mình mơ đi lấy trúng, thả trúng đi lấy trúng mà mình không. Mình lấy thiếu trúng, tức là mình có khi mình mơ là hôm nay mình thả và ngày mai mình không lấy, thế là mình quên đi lấy trúng. Mơ có hài. Mơ đi thật trúng như thế. Đấy, thật trúng vào mùa đông thì lúc đấy vụ đông thì hay trồng khoai ngô. Thì mình có mấy đứa còn rủ nhau ra ngoài đồng. Rủ nhau ra ngoài đồng nằm ngủ ngoài đồng ấy, tải rơm rồi rạ ngoài đồng nằm ngủ. Canh sáng mai đi lấy trúng luôn, vừa canh trúng vừa lấy trúng. Thời đấy mỗi một chắc cao la lẻ lắm. Thì cái hội thật trúng mới rủ nhau là mua chắc cao la, mua mận ăn và uống. Người cảm giác rồi đấy có cái ít tiền ăn uống vui vẻ hay. Đấy, tuổi thơ của mình cũng dữ dội, cũng nhiều thứ vui phết. Không như trẻ con bây giờ. Nói về bắt cua, cua hồi trưa mình dẫn cả bọn đàn em, mình dẫn cả đàn em con chú con o rồi mấy đứa em nhau nhắt từ nhỏ đến to, mình dẫn đầu đoàn đi móc cua xong về mua kem ăn, móc kem về bán mua kem ăn với đàn em nhau nhắt. Ủa, mình vẫn nhớ cái đàn em nhau nhắt với mình dẫn cái cầm đầu đoàn đàn em nhau nhóc để đi bắt cua. Rồi thì mọi người cũng lớn lên thôi. Các em bây giờ các em có những đứa lấy vợ, lấy con vợ chồng vợ rồi, đứa lấy vợ rồi. Đấy. Thời tuổi thơ thì bây giờ cũng có những người mà tuổi trẻ nhưng mà cũng vì một số căn bệnh mà cũng ra đi. Nói chung là cuộc sống không biết được, sống nay và chết mai thì cũng biết được. Bệnh tật không trừ một ai. Thơ thì còn có trò đó, trò là bạn là nắp bia ấy, nắp bia các bạn thế đóng lại đấy, cuộn 2-3 nắp bia lại để cuộn 2-3 nắp bia lại để bạn chơi chập ấy. Nắp bia các bạn xong đóng lại đập chập lại, chơi trò ném hay gì gì ấy. Rồi trò bắn bi này, rồi trò vòng run này. Đấy, hồi xưa nhỏ trò bắn bi vòng run, rồi trò chụp ảnh ấy, chụp ảnh ăn ngả sấp này, rồi trò bắn nọ ấy, nọ bắn chim ấy.
À hồi nãy mình có nói trò hồi xưa mình có ăn rắn này, ăn trứng rắn này. Là thằng mấy thằng hàng xóm mình, nhà thằng xóm mình có nuôi, cạnh nhà mình có nuôi rắn hồ bang hồi chúa gì đấy, có rắn bắt đầu là nấu với mơ, trứng rắn nấu với mơ. Xong thời đấy mình thì bây giờ mình thịt rắn thịt chuột mình có ăn được đâu, mình sợ rắn, mình sợ một khiếp rồi. Mình đi bóc cua mà mình thấy rắn mình sợ vãi trưởng, rắn mà rắn nước rồi rắn cò mình cũng sợ rồi, rắn nước rắn cò mình cũng sợ, cứ sợ thấy rắn mềm là mình sợ lắm. Nhiều khi mình bóc cua mà mình gặp hộ rắn là mình cách đấy mấy chỗ là mình cách đấy luôn, mình không bắt được đấy luôn, mình nhát. Nói chung tính mình cũng nhát, sợ, mình cũng sợ rắn, mình là sợ ma các bạn ạ. Đấy, nhiều khi mấy ông hay nghe mấy ông kể chuyện ma, mấy ông lì gan thì mấy ông hay kể chuyện ma nữa, nghe về ám ảnh lắm. Từ nhỏ mình nghe hay bị ám ảnh lắm, nghe ám ảnh dẫn đến mơ ngủ mớ sợ đấy. Còn thì lớn lên thì bây giờ cũng sợ nhưng mà cũng đỡ rồi, nói chung vẫn sợ nhưng mà đỡ. Gọi là mình có thể mình nghe câu chuyện đấy mình không tiếp thu nữa, mình không xem phim ma, mình không nghe câu chuyện ma, mình đỡ bị ám ảnh đấy. Mình biết chọn lựa cái nào nên nghe, cái nào nên tiếp xúc, hạn chế hết mức có thể những cái chuyện mà xảy ra không có ý muốn của mình. Ở đây cái giao thông ở quê ở Việt Nam ấy, mình quê không sợ, nhiều người đèn vượt đèn mình đi qua đường sợ đấy, không được quảng cáo giống nhau. Đấy thì trò chơi thời nhỏ rất nhiều, kỷ niệm từ nhỏ rất nhiều, vui buồn có. Mình thì thời nhỏ mình nhớ mình với đứa em hay đi ăn trộm hoa quả ở trong nhà thằng em ấy, có một cái nhà trong đấy có vườn hoa quả nhãn hay là gì. Mình hay thời nhỏ mình nghịch, mình cầm đầu mấy đứa là cứ sang vườn là mấy đứa đấy ngay đó, cái vườn đấy sau gặp rắn ấy, rắn hổ mang hổ chuối thì sợ lắm, bởi vì có một nhà bên cạnh nhà em đấy cũng nuôi rắn, mà nhiều khi nó hồi xưa có những nhà nuôi rắn mà bị thoát ra, mà thoát ra hổ mang hổ chuối bị thoát ra các bạn, ôi mà những con to như con gì ấy, xong nó thoát ra nó leo đi lên cây tre hay gì ấy, ôi mấy ông xong rủ nhau đi bắt, mấy ông bắt đầu đi bắt rắn khiếp, trời ơi mình sợ. Mấy con rắn mà họ nuôi hồi xưa hay nuôi hồi chúa hồi mang gì, nó bị thoát khỏi chuồng xong nhiều con nó thoát ra lâu rồi nó to mà nó chui đầu đâu nó sợ lắm. Mấy con nó mà thoát mà nó vào nhà nguy hiểm lắm, chết người, sợ. Mà toàn con to đấy là vấn đề hồi xưa mà hay nuôi trang hồ mang chúa. Bây giờ thì họ không nuôi nữa, họ không nuôi hồ mang chúa nữa rồi, đỡ rồi. Hồi xưa hay nuôi ba nữa, con ba nhà mình không nuôi mà mình đã ăn con ba, mình chưa được ăn con ba hay sao, nghe bảo như thứ ếch nhưng mình chưa được ăn đấy. Hồi xưa nuôi ba nữa nên là người ta cũng sợ trộm ba cái gì nữa, rào chắn cẩn thận lắm. Ba là hay cho mua mấy con cá, con cá mắm, cá mắm về cho ba ăn. Cá mắm đấy thì người cũng có thể ăn được đấy, hoặc chó cũng ăn được, người cũng ăn được, ba nó cũng ăn được. Ba này không phải nấu, người phải nấu chó thì không, ba này thả thế nữa.